dân ta vẫn có quan niệm chồng đi công tác thì cho ăn rau răm vì loại rau này sẽ khiến đấng mày râu suy giảm chức năng tình dục. Điều này có thật hay không? Và tác dụng của rau răm với sức khỏe là như thế nào? Nhiều người cho rằng nếu dùng rau răm thường xuyên với lượng quá nhiều sẽ sinh nóng rét, giảm tinh khí, thương tổn đến tủy và suy yếu tình dục. Cả nam và nữ nếu ăn rau răm nhiều và thường xuyên có thể bị giảm ham muốn. Đàn ông kém cường dương tráng khí, chân huyết sẽ khô đi. Phụ nữ trong kỳ kinh nguyệt ăn nhiều rau răm cũng sẽ bị dòng kinh, kinh nguyệt không đều. Tuy nhiên, theo bác sĩ Đinh Minh Trí, Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, đã đến lúc chúng ta cần phá vỡ những định kiến về rau răm bởi những tác dụng tuyệt vời của nó. Bác sĩ Trí phân tích, thực tế dùng rau răm như một thứ gia vị, cho vào món ăn, ăn cùng với trứng vịt lộn thì sẽ không làm ảnh hưởng tới khả năng tình dục của nam giới. Trong đông y, rau răm được biết đến với công dụng như trừ phong hàn, hoạt huyết, tiêu độc, kích thích tiêu hóa, giúp ăn ngon miệng hơn và chống viêm hạ khí, giảm tinh khí, gián tiếp ảnh hưởng đến ham muốn tình dục của cả nam và nữ. Trường hợp gây ảnh hưởng đến ham muốn chỉ xảy ra khi ăn liên tục với số lượng nhiều, ít nhất 0,5kg trên một lần ăn. Đặc biệt, nước rau răm có rất nhiều công dụng tốt. Nước ép rau răm hỗ trợ điều trị các bệnh ngoài da như GL hắc lào, bã rau răm giúp điều trị tình trạng nước ăn chân hiệu quả khi được giã nhỏ và đắp vào vị trí bị tổn thương. Ngoài ra, rau răm có công dụng hỗ trợ tiêu hóa. Tính nóng của rau răm giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa diễn ra mạnh mẽ, hỗ trợ điều trị và thuyền giảm các vấn đề về tiêu hóa như đầy hơi hoặc trướng bụng. Cách làm: lấy một nắm rau răm rửa sạch và nghiền thành chất lỏng để uống, phần bã còn lại dùng để xoa quanh rốn. Thứ hai là điều trị cảm cúm. Rau răm được xem là giúp ích rất tốt cho việc điều trị cảm cúm. Cách làm là rửa sạch một nắm rau răm, giã nhuyễn với gừng tươi, thêm ít nước sạch rồi lọc lấy hỗn hợp làm thuốc uống. Thứ ba là hỗ trợ các vấn đề về da. Do tác dụng chống viêm và tiêu độc, rau răm cũng là một loại thảo mộc rất tốt trong việc chăm sóc da một cách tự nhiên để loại bỏ mụn nhọt cũng như xe khít lỗ chân lông. Cách làm là giã nát một nắm rau răm đã rửa sạch, sau đó trộn với ít muối. Đối với mụn nhọt, lấy bã đắp và băng cố định, nên thay bã mỗi ngày một lần. Thứ tư là dùng ngoài để chữa các bệnh ngoài da như rắn cắn và chó dữ cắn. Cách làm: ngày dùng 20-30g giã tươi lấy nước uống hoặc sắc thuốc. Thứ năm là trị say nắng. Giã rau răm tươi, vắt cốt đun sôi uống. Nếu bị say nắng thể trạng bán hôn mê, dùng rau răm 30g, sâm bố chính 20g, tẩm nước gừng, rễ đinh lăng lá nhỏ 16g, mạch môn 10g, bốn vị xào vàng, nước 600ml, sắc còn 200ml, chia 2 lần uống trong ngày. Thứ 6 là trị kén ăn. Rau răm ăn theo gia vị hoặc dùng cả cây 10-20g sắc thuốc uống sau bữa ăn. Thứ 7 là trị ghè lở, chốc, sầu quả. Rau răm toàn cây ngâm rượu, lấy rượu đó bôi, hoặc giã nát, sát hoặc đắp rồi băng lại. Cuối cùng là trị tê bại, vết thương bầm tím sưng đau. Rau răm tươi giã nát, trộn với lòng não hoặc dầu lòng não hay cồn lòng não, xoa hoặc băng vào các nơi tê đau. Rau răm tuy không độc, nhưng dùng nhiều rau răm quá thì có hại về mặt sinh lý, kém cường dương tráng khí hay phá huyết. Nên khi có thai, trong thời kỳ kinh nguyệt, phụ nữ nên tránh ăn rau răm. Ngoài ra, người đang ốm, người gầy và xanh xao không nên sử dụng rau răm. Khi được sử dụng với lượng vừa phải trong các bữa ăn hàng ngày, rau răm vẫn mang lại những lợi ích sức khỏe nhờ các chất dinh dưỡng và công dụng y học của nó.